Sáng ngày 8 tháng 4 tại Đắk Nông, Phó Tổng giám đốc tập đoàn Nguyễn Tiến Mạnh làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông về kế hoạch thực hiện thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản thời kỳ 2021-2030 và việc triển khai các dự án đầu tư mới của tập đoàn trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, tập đoàn đã hoàn thành công tác xây dựng đề án phát triển tổng thể lĩnh vực bôxit, alumin nhôm của tập đoàn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Theo nội dung của đề án, tập đoàn sẽ thực hiện hai đề án thăm dò và 5 dự án bô xít alumin nhôm với tổng mức đầu tư dự kiến trên 182.000 tỷ đồng. Trong đó, ưu tiên thực hiện dự án nhà máy điện phân nhôm Đắk Nông 2 ngay trong năm 2024, phấn đấu hoàn thành trong năm 2030 để nâng cao giá trị chế biến sâu, góp phần xây dựng Đắk Nông trở thành trung tâm công nghiệp nhôm quốc gia. Để chuẩn bị cho việc triển khai các dự án sắp tới tại Đắk Nông, tập đoàn đã xây dựng các phương án nguồn lực về vốn đầu tư, tập đoàn đã dành gần 1.000 tỷ đồng thăm dò các mỏ bô xít trên địa bàn tỉnh Đắk Nông, đáp ứng triển khai các dự án alumin nhôm trên địa bàn tỉnh, chuẩn bị nguồn nguyên liệu để đáp ứng triển khai các dự án. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông, Lê Trọng Yên ghi nhận những đóng góp của Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng sản Việt Nam đối với sự phát triển của Đắk Nông thời gian qua. Về các dự án mới sẽ triển khai trong thời gian tới của tập đoàn, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh lưu ý tập đoàn cần tập trung khảo sát kỹ những tiềm năng thế mạnh của tỉnh, kết hợp những kinh nghiệm của tập đoàn để tăng tính khả thi. Đắk Nông luôn ủng hộ và đồng hành cùng tập đoàn trong việc triển khai các dự án sắp tới trên địa bàn tỉnh các dự án của tập đoàn sẽ góp phần quan trọng vào việc phát triển ngành công nghiệp alumin và nhôm tại Đắk Nông thời gian tới, ông Lê Trọng Yên nhấn mạnh